Phải 2 năm rồi thì My mới có cơ hội quay trở lại với vai trò MC ở trong khuôn khổ cuộc thi Hội Việt Nam năm 2018, và hôm nay thì là phần thi Người Đẹp Biển. Thật sự thì cảm xúc đang xen lẫn lộn rất nhiều, có cả vui, có cả hồi hộp, có cả hạnh phúc, có cả một chút buồn bởi vì không nghĩ là cuối cùng thời gian mình đăng quang á hậu nó lại trôi nhanh đến như thế. Và hôm nay thì rất vui khi mà My được đóng góp một phần nhỏ nhoi của mình vào thành công của chương trình. Ngày hôm nay ở đây đã diễn ra hai phần thi là Người Đẹp Biển và Người Đẹp Du Lịch. Người Đẹp Du Lịch thì các thí sinh đã phải trình diện áo dài, còn Người Đẹp Biển thì các thí sinh chắc chắn là đã phải trình diện áo tắm rồi. Và hai phần thi có thể nói là mang tới hai phát thải đối lập nhau. Với Người Đẹp Du Lịch thì mọi người toát lên một cái gì đấy bí ẩn, những vấn đề khác vẫn toát lên vẻ đậm chất Á Đông của người phụ nữ Việt Nam. Còn Người Đẹp Biển thì mọi người thấy cô diễn được cái đường cong cơ thể của mình. Và mình đánh giá là các thí sinh năm nay ai cũng đều vô cùng xinh đẹp, vô cùng tài năng, trẻ trung, năng động, và tất cả mọi người đều có học thức. My rất là gọi là hài lòng với dàn chất lượng của thí sinh năm nay. Cách đây khoảng 4 năm My vẫn nhớ như in cái cảm xúc của mình lúc đấy, cũng rất là hồi hộp, rất lo lắng bởi vì rất là ngại khi phải trình diễn áo tắm trước mặt rất nhiều người. Lúc đấy thì mình cũng còn một chút lo sợ, nhưng mà năm nay thì My thấy các thí sinh đã hoàn toàn tự tin hơn rất nhiều. Có thể một phần là vì các thí sinh năm nay có nhiều cơ hội được rèn luyện trên sân khấu hơn, với khuôn khổ 30 năm kỷ niệm của thi Hội Việt Nam có rất là nhiều hoạt động kèm theo, có rất nhiều chuyên gia được hỗ trợ các thí sinh hơn. My nghĩ đây là một điểm đáng mừng, và My cũng hơi tiếc là vì 4 năm trước thì mọi người không có quá nhiều cơ hội để tiếp cận được đến từ những cái chuyên gia như thế. Nhưng mà dù sao thì mình cũng xin chúc mừng các thí sinh hôm nay đã hoàn thành rất tốt, bởi vì các thí sinh đã đến được quãng đường này thì chắc chắn ai cũng đã chiến thắng chính bản thân mình. Mình mong là Hội Việt Nam năm 2018 sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với mỗi thí sinh, và chúc cho các thí sinh sẽ tự tin toàn sáng và biết nắm bắt lấy cơ hội của mình. Vì mình luôn luôn nói với mọi người là cơ hội thì chỉ đến một lần, và nếu như các thí sinh không nắm bắt thì chắc chắn là sẽ đến tay người khác. Và mình hy vọng là Hội Việt Nam năm nay sẽ nối tiếp được cái truyền thống của các đàn chị đi trước, sẽ cống hiến được cho vẻ đẹp của đất nước Việt Nam và